Trời ơi, dịch dã ở nhà mà chán như này mà không biết chơi game gì cả. Tìm mơ mắt ra rồi. Loanh quanh thì cũng chỉ Liên Quân Mobile xong rồi cho nọ cho kia liên minh đến mấy các thứ. Chả có một cái vẹo gì. Sao không thử lửa chua, Free Fire? Con game thì cần sơn, súng tôi là cũng mạnh rồi. Ngon, thử luôn. Nói sao đây, lửa chua thì vẫn là một con game quá huyền thoại rồi. Ăn chửi cũng nhiều, nhưng mà cũng rất được các cháu dưới 10 tuổi yêu thích. Và bạn có biết rằng có những địa điểm bị ma ám hay là những địa điểm bỏ hoang cực kỳ đáng sợ trong game Free Fire hay không? Hãy cùng đón xem trong video ngày hôm nay nhé. Let's go! 5 bí mật đen tối trong Free Fire mà bạn không bao giờ nên biết. Năm, bức tranh người đàn bà trong rừng cây. Chắc hẳn là nếu anh em từng đáp máy bay hạ cánh xuống khu vực ngoại thành để mà ăn chơi sa đọa thì sẽ cảm thấy vô cùng là quen quen của ngôi nhà to đùng ở giữa. Mặc dù nói là to đùng đấy, nhưng mà biết sao nhở, nhà cửa thì nó cũng na ná nhau cả mà thôi. Nhớ là chọn đúng cái nhà này nhá. Bởi vì theo 500 anh em miệt mài thăm ngàn từng phát biểu, tôi năm nay sống đến 70 tuổi rồi, chưa thấy cái nhà nào nhiều thứ ma quá như vậy. Và đặc biệt là giá trị của những bức tranh trong ngôi nhà này ở ngoài đời thực thì còn nhiều hơn cả số tiền Thủy Tiên đã quyên góp từ thiện được nữa. Đùa một chút thôi, đầu tiên thì đó chính là bức tranh người đàn bà trong rừng cây. Chỉ cần lơ mơ trông thấy nó, đập vào mắt chúng ta sẽ là cái cảm giác ma quái cùng cực. Tưởng tượng mà xem, 12 giờ đêm trốn bố trốn mẹ chui vào chăn làm trận Free Fire, trời thì tối đen như mực, căn phòng của bạn cũng vậy, và nó cũng tối như tiền đồ của bạn nữa. Đang mải mê lút đồ quay sang thấy quả tranh này thì thôi, chả dép bố về chứ game gủng gì tầm này. Thật ra thì đây bức tranh được trưng bày tại lễ hội lần thứ 15 California Silver Tour vào năm 2011. Với chủ đề là hãy gặp nhau trong màn sương mờ ảo, dành riêng cho những người vui tính nhưng mà lại đam mê chủ đề ma quái kinh dị, và đặc biệt là phải không sợ chết. Khu rừng ở trong bức tranh là Elfin nằm tại California, được biết đến là khu rừng bị nguyền rủa nổi tiếng nhất thế giới. Một số người dân địa phương đã kể rằng những linh hồn yêu tinh trú ngụ tại đây. Trong số này nổi tiếng là việc nhiều người từng chạm trán với một người phụ nữ bí ẩn mặc trang phục màu trắng đi lang thang trong rừng. Người phụ nữ này thất ẩn thất hiện khiến nhiều người không khỏi sợ hãi mỗi khi mà nhìn thấy. Liệu đây có phải là người phụ nữ xuất hiện trong bức tranh hay không? Nhớ comment ý kiến của bạn bên dưới nhé. Thêm nữa là có người từng kể rằng đã nhìn thấy một chiến binh không đầu cưỡi ngựa chạy ngang qua họ. Cho đến nay thì những sự việc kỳ bí xảy ra tại khu rừng Elfin vẫn chưa hề được lý giải. Một số người thích mạo hiểm đã đến khu rừng này với hy vọng sẽ gặp những hiện tượng bí ẩn rùng rợn hơn nữa. Một chi tiết nữa là Garena cũng rất thích dọa ma anh em. Bức tranh này không chỉ được treo ở khu vực này mà còn ở khu vực cổng chờ và đảo chữ O nữa. Nhớ check kỹ xem nhá. 4. Bản đồ đảo quân sự. Tiếp theo chúng ta hãy đến với bản đồ đảo quân sự, hay còn được gọi ở cái tên nước ngoài là Bermuda. Nếu mà anh em chưa biết thì Bermuda được mệnh danh là tam giác quỷ, địa điểm bí ẩn chứa đựng nhiều điều kinh hoàng nhất thế giới. Và trời ơi, cái Bermuda này nếu mà kể ra những câu chuyện ma quái ấy, những điều bí ẩn hay là vô vàn vụ mất tích, thì tôi phải kể cho anh em từ mùa Covid năm nay sang đến mùa từ thiện vài năm nữa thì cũng chưa hết mất. Nằm ở Bắc Đại Tây Dương, có một phần nước bí ẩn mà có thể bạn đã từng nghe đến, tam giác quỷ. Hoặc là bạn có thể biết đến nó với tên phổ biến hơn, Bermuda. Nơi này là một khu vực có vị trí được xác định nằm trong khoảng phạm vi phía Tây của Bắc Đại Tây Dương. Một số câu chuyện phổ biến nhất về tam giác quỷ bao gồm các vụ mất tích, lời nguyền, các vụ tai nạn và thậm chí là các vụ vận chuyển đến những vùng đất kỳ ảo nữa. Hãy cùng điểm qua một vài câu chuyện. Christopher Columbus, người khám phá ra châu Mỹ, là một trong những người đầu tiên ghi lại điều bí ẩn về khu vực tam giác quỷ Bermuda. Trong nhật ký và bản viết gửi nhanh về những chuyến du hành của mình, ông nói rằng có ánh sáng và những tiếng động kỳ lạ ở trong khu vực tam giác quỷ. Mặc dù là không kịch tính như một vài câu chuyện, nhưng mà đây là sự cố đầu tiên được ghi lại trong tam giác quỷ và dẫn theo nhiều câu chuyện khác. Một trong những thiệt hại lớn nhất về sinh mạng con người được ghi nhận ở tam giác quỷ Bermuda là vào năm 1918. Một con tàu chở hàng nổi bật đã đi vào tam giác quỷ và người ta không bao giờ nhìn thấy nó nữa. 300 thủy thủ đoàn trên con tàu đó đã biến mất một cách bất ngờ. Đến năm 1945, một loạt các máy bay huấn luyện được phái đi tiếp cận tam giác quỷ Bermuda. 5 chiếc máy bay thuộc đơn vị quân đội đã bay qua khu vực này. Đến cuối ngày, không có một máy bay nào quay trở lại. Một tàu bay có phao được gửi đến để xác định vị trí các máy bay hoặc bất kỳ mảnh vỡ tiềm tàng nào. Máy bay tìm kiếm này thì cũng không bao giờ quay trở lại nốt. Hơn 30 sự cố khác nhau được ghi nhận xảy ra trong tam giác quỷ.
một vài sự cố trong đó có xảy ra trong vòng 10 năm qua. Bất chấp tất cả công nghệ mà chúng ta có, vẫn chưa có một câu trả lời thống nhất cho câu hỏi tại sao lại có rất nhiều sự cố xảy ra trong khu vực này. Và có lẽ đó cũng chính là lý do tại sao nhà sản xuất Free Fire lại chọn cái tên Bermuda thành tên cho bản đồ đảo quân sự. Ba, bức tranh tiếng thét The Scream. Đừng vội vàng bỏ qua căn nhà ma ám có bức tranh người đàn bà trong rừng cây. Bởi vì loanh quanh một xíu thôi, bạn sẽ được bắt gặp ngay vào luôn bức tranh The Scream, tiếng thét, nổi tiếng và làm nức lòng người hâm mộ. Nói sao chứ có lẽ Taka chưa đủ trình nên để cái tranh này nó xấu vãi cả xấu ra. Và vẫn méo hiểu tại sao nó lại trở nên nổi tiếng được cơ chứ. Có lẽ là bởi vì những câu chuyện kinh dị xoay quanh đó chăng? Hãy cùng đón xem tiếp nào. Ed Farman, tác giả của bức tranh, là một họa sĩ người Na Uy. Ông là một nghệ sĩ phức tạp và không ngừng bận tâm với những vấn đề sinh mạng con người như là bệnh tật, giải phóng tình dục và tôn giáo. Ông đã thể hiện những ám ảnh này thông qua tác phẩm có màu sắc mạnh mẽ, trừu tượng và đầy bí ẩn. The Scream là tác phẩm nổi tiếng chỉ sau Mona Lisa của Leonardo ở trong lịch sử của nghệ thuật. Thế nhưng bí ẩn đằng sau bức tranh mà họa sĩ người Na Uy này gửi gắm vẫn khiến giới khoa học phải đau đầu. Trong suốt hơn 100 năm qua, tất cả mọi người, từ dân thường cho đến nghệ sĩ, đều muốn tìm hiểu cặn kẽ về bầu trời rực đỏ vàng vọt phía trên đầu của nhân vật. Vào năm 2004, giới thiên văn Mỹ nhận định bầu trời dáng ánh vàng đỏ ở trong tác phẩm của Ed Farman là phản ánh bầu trời bị bụi đỏ nhuốm màu từ trận phun trào núi lửa Krakatoa vào năm 1883 tại Indonesia. Nhưng mà mới đây thì giới khoa học tại Đại học Oxford và Đại học London đã kết luận bầu trời trong bức tranh tiếng thét ánh lên sắc đỏ vàng là từ những đám mây sa cừ lóng lánh. Mây sa cừ là một dạng mây hiếm, ma quái, được hình thành ở những khu vực cực kỳ lạnh của tầng bình lưu thấp, ở độ cao từ 15.000 đến 25.000 mét. Do là đám mây mỏng thế nên mây sa cừ rất là khó được nhìn thấy vào ban ngày. Chúng thường dễ được quan sát vào lúc hoàng hôn hay bình minh. Thế nên các chuyên gia lý giải rằng khi đám mây xuất hiện ở thế kỷ thứ 19, chúng đang từ trắng đột ngột chuyển sang dáng đỏ, đã khiến tác giả và những người có mặt ở đó đầy sợ hãi. Tiếng thét vang lên, biểu hiện sự sợ hãi của người chứng kiến cái hiện tượng bất thường này. Một điều đáng sợ trong Free Fire nhưng mà cũng thể hiện sự vui tính của Gardena khi đã trao đủ cả 4 phiên bản của bức họa The Scream ở trong khắp các ngôi nhà ở trên hòn đảo quân sự. 2. Ma búp bê. Tiền bạc trao nhau thì là thứ quý rồi, nhưng mà tình cảm dành đến nhau mới là điều đáng trân trọng hơn nữa. Và ở trong video này, thứ tình cảm Taka muốn dành tặng cho anh em đó chính là một nỗi sợ hãi mơ hồ, kể cả là khi đang chơi game. Giải trí thì cũng phải sợ sợ nó mới phê, đúng không nào? Và nói sao đây, nếu mà bạn chọn bản đồ đảo quân sự và nhảy xuống khu vực cảng lớn thì đây là nơi tận cùng của map, và không khí cũng vô cùng kỳ dị luôn. Bức tường ở đây có hình vẽ mơ mơ ảo ảo, tượng trưng cho búp bê ma. Và không hề nói điêu đâu, giống hệt với Chucky trong bộ phim Búp bê sát nhân. Về câu chuyện này thì cái kẻ giết người hàng loạt Charles Lee Ray bị thương nặng trong một vụ đấu súng với cảnh sát. Hắn ta đã sử dụng một phép thuật có tên là Vodo để chuyển hồn của mình vào búp bê Chucky. Mang theo linh hồn của kẻ giết người, phần phim nào con búp bê này cũng sát hại vài ba người theo những cách đẫm máu nhất. Bộ phim này dựa trên câu chuyện có thật của cậu bé Robert và con búp bê của mình. Con búp bê được cho là đã bị nguyền rủa bởi ma thuật hắc ám. Chủ sở hữu con búp bê, Robert Eugene Otto, tuyên bố rằng gia đình mình bị ám bởi con búp bê đó. Mặc dù là không phải bị nguyền rủa bởi một tên sát nhân như Chucky, Robert đã gây ra một loạt cái chết không rõ nguyên nhân và khiến cho những ai sở hữu nó trở nên điên dại. Một thời gian không lâu sau đó, con búp bê được gửi vào một viện bảo tàng và được giữ trong một chiếc tủ kính. Thế nhưng tình hình cũng không khả quan hơn là mấy. Người ta từng ghi nhận chuyện một nữ khách tham quan thốt lên: ban đầu thì nó cau mày, rồi sau đấy nó cười, tiếp đến lại chuyển sang một nét mặt đầy hoang dại. Không chỉ có như vậy, những người chụp ảnh Robert còn không hiểu sao ảnh hiện lên chỉ toàn một màu đen. 3. Vị trí đầu tiên thì đó chính là bí ẩn tòa lâu đài ma ám có thật tại khu vực nghĩa địa. Rất ít người biết bí ẩn về tòa lâu đài được Gardena đặt tại khu vực nghĩa địa trên bản đồ đảo quân sự, được Gardena thiết kế dựa trên câu chuyện ma ám có thật ngoài đời. Tọa lạc bên cạnh cánh đồng, tại khu vực nghĩa địa trong Free Fire, tòa lâu đài cổ kính được tạo nên dựa trên nguồn cảm hứng mang tên dinh thự Raham Hall của dòng họ Thompson ở vùng quê Norfolk của nước Anh. Tòa nhà này từ trước đến nay được dân gian tương truyền rằng tồn tại một truyền thuyết mang tên là Pro Lady, người đàn bà ảo nâu.
Câu chuyện bắt nguồn từ những bức ảnh của hai phóng viên Hubert Proven và Indra Sira của tạp chí Country Life được chụp vào năm 1936. Trong lúc đang tác nghiệp thì Indra nhận thấy một ảo ảnh chập chờn lướt xuống từ cầu thang chính và nhanh chóng bảo Hubert chụp lại. Và sau khi dự ảnh xong, họ liền nhận thấy sự xuất hiện của bóng trắng lờ mờ trong hình hài của một người phụ nữ. Nhiều người đồn rằng đây chính là linh hồn của nàng Dorothy Walpole, em gái của Robert Walpole, thủ tướng đầu tiên của nước Anh và đồng thời là vợ hai của Charles Townshend, chủ nhân của ngôi nhà. Vốn bản tính bạo lực, thế nên khi phát hiện vợ mình có dự định ngoại tình, Charles đã quyết định giam Dorothy ngay tại tòa dinh thự Raynham Hall cho đến khi bà qua đời vì bệnh đậu mùa vào năm 1726. Vì cái chết ai oán và cô đơn không được gặp lại con mình, nên có lẽ là vĩnh viễn linh hồn của Dorothy đã không thể nào siêu thoát, mà chỉ có thể suốt ngày luẩn quẩn quanh những hành lang của tòa biệt thự cổ kính. Do đó, việc tòa nhà trong Free Fire được lấy cảm hứng từ dinh thự này khiến nhiều game thủ lo lắng liệu là có tồn tại linh hồn ma ám ở trong game hay không. Và quả thật là một video vô cùng thú vị luôn đúng không nào? Anh em có muốn Taka làm tiếp về những chủ đề game như thế này hay không? Chính bản thân mình thôi, mình làm những cái chủ đề này thì thấy cũng rất là hấp dẫn đối với riêng mình. Và nhớ để lại bình luận bên dưới để nói lên cảm nghĩ của bạn nhé. Thêm vào đó là đừng quên like và share nếu bạn thích. Và subscribe Taka Channel ngay lập tức để đón xem những video mới nhất từ chúng mình. Chân thành cảm ơn anh em.